Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, nợ nần vì cờ bạc, cá độ chưa bao giờ dẫn đến những cái kết cục tốt đẹp. Vào năm 2019, Tăng Khánh Hoàn, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, đã nhẫn tâm ra tay chém chết vợ mình do sức ép nợ nần sau câu nói lạnh lùng. Mày biết tội của mày chưa? Sau 2 năm lần trốn, ngày 21 tháng 2, y đã bị công an tỉnh Hải Dương phát hiện và tạm giam phải trả giá cho tội ác của mình. Ngày 21 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh tạm giam Tăng Khánh Hoàn, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. Hoàn là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Hải Dương về tội giết người. Đối tượng đã bị bắt giữ sau hơn 2 năm lần trốn. Trước đó, vào chiều ngày 17 tháng 2, Tổ công tác thuộc đội truy nã truy tìm Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương – phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Hoàn khi đối tượng đang lẩn trốn truy nã tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Trước đó, vào năm 2006, Tăng Khánh Hoàn kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1994, cùng chú tại thôn Mỗ Đoạn, xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương và có với nhau hai người con chung. Trong quá trình sinh sống, giữa hai vợ chồng họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là do Hoàn đánh bạc dẫn đến nợ nần chồng chất. Ngày 19 tháng 10 năm 2019, do hoàn cờ bạc nợ nần nhiều người, thường xuyên bị các chủ nợ gây sức ép đòi tiền, nên chị Hoa đã đưa hai con đến ở tại nhà bố mẹ đẻ, ở tại thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, sinh sống. Sau khi chị Hoa bỏ đi, Hoàn nhiều lần tìm gặp vợ xin lỗi, đồng thời nhờ chị Hoa trả số tiền nợ đã thua bạc của anh ta, nhưng chị Hoa không đồng ý Khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, khi chị Hoa cùng mọi người đang làm việc tại xưởng nấu ăn của anh trai chị Hoa ở xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, thì Hoàn tìm đến. Trong quá trình nói chuyện với vợ, Hoàn tiếp tục nhận lỗi và mong chị Hoa trả cho anh ta số tiền đã thua cá độ bóng đá. Nhưng chị Hoa vẫn không đồng ý. Vì vậy, giữa hai bên đã xảy ra to tiếng cãi nhau. Trong lúc tức giận, thiếu kiểm chế, Hoàn đã bất ngờ cầm con dao chém liên tiếp vào người và đầu của chị Hoa. Trước sự hung hãn của Hoàn, chị Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1982, trú tại thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, là chị dâu của chị Hoa, vội kéo chị Hoa ra và bảo chị bỏ chạy. Nghe vậy, chị Hoa chạy theo chị Thảo ra phía sau khu bếp nấu, nhưng Hoàn vẫn tiếp tục truy đuổi. Sau đó, dùng hung khí liên tiếp chém vào vùng lưng của nạn nhân sự việc sau đó đã được mọi người tại xưởng can ngăn đối tượng hoàn sau khi bỏ ra ngoài đã dùng hung khí định tự sát nhưng bất thành sau khi vụ án xảy ra hoàn đã phóng xe bỏ đi còn chị hoa được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện tứ kỳ bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương tiếp nhận thông tin về vụ án phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra căn cứ vào các tài liệu thu thập được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàn về hành vi giết người. Tiếp đó vào ngày 12 tháng 12 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hoàn về hành vi phạm tội trên. Về phần Hoàn, sau khi bỏ trốn, đối tượng ra Quảng Ninh, sau đó trốn sang Trung Quốc. Một thời gian thấy yên ổn, Hoàn tiếp tục vào thành phố Hồ Chí Minh để làm đá xe, rồi vào thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với vợ và hai đứa con thờ. Sau khi Hoàn bỏ trốn, các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hải Dương đã nhiều lần tổ chức lực lượng truy tìm nhưng không có kết quả. Do lo sợ bị phát hiện, Hoàn đã sử dụng tên giả. Ở những nơi từng đặt chân đến, đối tượng sống khép kín, ít liên hệ với những người xung quanh. Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, tháng 2 năm 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã có thông tin đối tượng đang lẩn trốn tại các tỉnh Việt Nam. Để tập trung lực lượng bắt giữ hoàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã xác lập án đấu tranh. Khi kế hoạch được lãnh đạo đơn vị phê duyệt, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự đã vào Nam tổ chức giả soát. Ngày 17 tháng 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng. Những vụ án ra tay sát hại người chung chăn gối, dù vì nợ nần cờ bạc hay mâu thuẫn chưa giải quyết, thật sự khiến nhiều người phải phẫn nộ. Tại sao đã từng thề non hẹn biển, từng chung sống với nhau mà hung thủ lại có thể tàn nhẫn đến vậy? Mới đây Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố Vũ Thanh Hùng vì sát hại vợ. Lý do vì mâu thuẫn trong gia đình xảy ra thường xuyên khiến người vợ đòi ly hôn nhiều lần. Trong lần mâu thuẫn đỉnh điểm, chị Tê tiếp tục đòi ly hôn nên đã bị Vũ Thanh Hùng sát hại đúng vào ngày mùng 5 Tết Nguyên đán năm 2021. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Thanh Hùng, sinh năm 1984, trú tại thị xã Sơn Tây về tội giết người theo khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, năm 2015 Vũ Thanh Hùng có quan hệ tình cảm với chị NTTT, sinh năm 1988 ở phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây. Họ kết hôn và có ba đứa con chung. Từ năm 2020, hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Chị T đòi ly hôn nhưng Hùng không đồng ý. Khoảng 10 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2021, tức mùng năm Tết Tân Sửu, Hùng đang nấu cơm ở bếp thì nghe thấy con khóc trong phòng khách. Hùng chạy lên xem thấy má con bị tấy đỏ. Hùng nói với bé lớn hơn, đừng bắt nạt em nữa, thì chị Tê nói, con cứ lành tranh. Sau đó Hùng và vợ đã xảy ra cãi nhau. Chị Tê đòi ly hôn và đưa hai con về nhà bố mẹ đẻ, còn một bé để cho Hùng nuôi. Do bực tức về thái độ của vợ nên Hùng đã nảy sinh ý định đánh và chém chị Tê. Đến khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, sau bữa cơm trưa, Hùng lấy một con dao loại dao mèo dài 46,5cm đi tới chỗ của chị T ngồi ở phòng khách và nói Mày biết tội của mày chưa? Nói xong, Hùng vung dao chém liên tiếp hai nhát vào đầu của chị T. Thấy cha chém mẹ, cháu Hát sinh năm 2015, con gái lớn đã lao vào ôm chị T nhưng bị Hùng kéo ra và tiếp tục đuổi theo chém chị này, gục chết ngoài đường, bất chấp hàng xóm đến can ngăn. Quá trình điều tra, Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thưa quý vị, những kẻ tàn nhẫn sát hại người bên cạnh mình hoàn toàn có thể ra tay vì bất kỳ lý do gì. Ngay những ngày đầu năm mới 2022, tỉnh Phú Yên đã xôn xao trước vụ án chồng sát hại vợ vì bị mắng là lười biếng. Đáng giận hơn, kẻ này sau khi gây án thì tiếp tục đi nhậu, hát loa kẹo kéo với bạn, sau đó trở về báo án vợ mình bị người khác sát hại nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Phú Yên, Công an huyện Đồng Xuân và Phòng Thực hành quyền Công tố, Kiểm sát Điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên đã phá nhanh vụ án chồng sát hại vợ xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều mùng 9 tháng 2, ông Trần Văn Bình, 56 tuổi, ở thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, Phú Yên sau khi đi nhậu và hát karaoke với nhóm bạn cách nhà khoảng 1 km, đã điều khiển xe máy về nhà. Vào nhà thì ông Bình phát hiện bà Từ Thị Cúc, 54 tuổi, vợ ông Bình, tử vong trong nhà với nhiều vết chém trên người. Nhìn thấy vợ chết, ông Bình đi ra ngoài gọi người cháu của ông ở cùng thôn vào xem. Sau đó ông Bình hô hoán cho người dân sống xung quanh chạy đến nhà ông. Kiểm tra thì phát hiện bà Cúc đã tử vong nên ông Bình bảo mọi người đi ra ngoài để ông đi báo cơ quan công an đến làm việc. Khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ ban đầu. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên nhận định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ đối tượng, hành vi gây án của đối tượng hết sức dã man. Vụ án xảy ra ở vùng quê Yên Bình vào những ngày đầu năm mới đã gây dư luận hết sức phẫn nộ và hoang mang lo lắng. Từ nhận định này, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét và thành lập ban chuyên án do Thượng tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên làm trưởng ban. Ban đầu, ban chuyên án xác định tập trung làm rõ ông Bình, tức chồng của bị hại, các thanh niên có tiền án tiền sự, nghiện game, ăn chơi lêu lồng, có quan hệ quen biết với gia đình bị hại và giết người để giải quyết mâu thuẫn, thủ tức cá nhân. Trên cơ sở điều tra ban đầu, ban chuyên án đã nhận định bà Cúc bị giết trong khoảng thời gian từ 13 giờ 24 phút đến 16 giờ chiều mùng 9 tháng 2. Sau 2 ngày, ban chuyên án đã có cơ sở loại trừ khả năng gây án của nhóm thanh niên trộm cắp tài sản mà đã đưa ra nhận định khả năng gây án chính là ông Bình, chồng của bị hại. Từ nhận định đó, ban chuyên án đã phân công lực lượng tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của ông Bình để thu thập đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án và triệu tập ông Bình đến trụ sở công an huyện Đồng Xuân để đấu tranh làm rõ. Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông Bình đưa ra bằng chứng ngoại phạm. Nhưng với những tài liệu, chứng cứ thu thập được và qua việc đấu tranh của các lực lượng điều tra viên, ông Bình đã khai nhận hành vi giết vợ của mình. Bình khai, chiều mùng 9 tháng 2, sau khi ăn nhậu và hát nhạc sống với bạn bè, Bình về nhà thì bị bà C la không đi cắt cỏ cho bò mà lại ham ăn nhậu. Do đã uống bia rượu và bực tức vì bị vợ la, Bình đã dùng dao chém chết bà xe. Hiện công an Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Bình để tập trung điều tra làm rõ động cơ gây án, hành vi phạm tội, đồng thời xóa dấu vết để đánh lạc hướng điều tra. Như vậy, các thủ phạm dù có chạy trốn đến đâu, mưu mẹo cỡ nào, cuối cùng cũng sa lưới và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật cho tội ác gây ra cho chính vợ của mình những vụ án chồng giết vợ như vậy thực sự khiến chúng ta phải suy ngẫm về đạo đức của một bộ phận người trong xã hội xã hội càng phát triển song một số người còn hạn chế về nhận thức pháp luật mù quáng trong tình yêu vị kỳ cá nhân trong quan hệ gia đình yêu đương nên khi gặp phải những mâu thuẫn hay có sự ngờ vực đã không tìm được cách xử lý đúng mực mà sử dụng bạo lực bên cạnh đó việc giáo dục đạo đức giáo dục pháp luật giáo dục kỹ năng sống không được đề cao dẫn tới khi xảy ra xung đột dù là xung đột nhỏ nhưng hậu quả lại rất lớn vâng tin tức chúng tôi gửi đến quý vị đến đây là hết xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tin tức trên kênh báo sức khỏe và đời sống kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại